Bạn muốn thành triệu phú? Bạn muốn có cơ hội ngồi ghế nóng? Hãy đến với chương trình Đi tìm triệu phú bằng cách gọi điện thoại tới số 1900 1789, chọn nhánh số 1 và trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Hàng tuần sẽ có một giải nhất trị giá 2 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, và 12 khán giả may mắn lọt vào danh sách phỏng vấn chương trình Ai là triệu phú. Để biết thêm chi tiết, truy cập vào website tvad.com.vn. Hãy để Đi tìm triệu phú dẫn đường cho bạn.